đội tuyển của chúng ta đã có một chiến thắng, thì cá nhân em nhận thấy cái lối chơi của cá nhân mình cũng như là toàn đội như thế nào, cảm thấy có hài lòng? Nghĩ hôm nay là một trận đấu rất là khó khăn và Mã Lai chơi một cái trận rất khó chịu và họ có một cái trạng thể lực rất là tốt. Mã Lai hôm nay thì Mã Lai đã kiểm soát toàn bộ lối chơi và rất may là hôm nay đã nên em đưa đội chơi một tinh thần rất là cao và em đã quyết tâm để làm thế nào để có được cái kết quả tốt nhất và hôm nay phải có điểm 3 điểm trên sân nhà. Thế trường ngày hôm nay ai thi đấu tốt nhất? Just in English, very quickly, if we could, congratulations on the win. What was your impression on the performance from tonight? Tonight was a very, very tough match for us, and luckily we made it. And tonight with the crowd, people in our home, we are so happy because we can bring them a very big present to the supporters. Thank you. Thank you. Thank you.